30 giây bắt đầu. Mời bạn. Đây là một động từ có hai tiếng, mang nghĩa là bỏ hết tâm sức vào để làm một việc gì đó. Tiếng thứ hai có nghĩa là bộ phận cao nhất ở trên trên cơ thể người. Cái tiếng đầu tiên ví dụ như là một ai đó muốn hạ bệ một người khác thì có thể dùng là đối đầu. Từ thứ hai đúng rồi, từ đầu tiên thì chưa đúng. Ví dụ như hạ bệ một ai đó chúng ta có thể dùng một từ là chấm chấm dập. Cái tiếng đầu tiên của cái tiếng thứ hai đúng rồi, đúng rồi. Toàn tâm toàn ý vào toàn việc tâm gì toàn đó. Ý vào một việc gì đó. Tâm đầu. Không, chưa đúng. Cái tiếng đầu tiên nó là động từ. Muốn nướng động khoai, từ. Muốn nướng khoai mình phải làm cái này đấy. Đấy. Ừ. Đưa khoai làm gì khoai vào trong cái cho bếp ấy. tiếp tục. Đầu. Vào cho bếp khoai sắn. Vui đầu. Đúng vui rồi. Đầu, đáp án chính xác đó là vui đầu. Mỗi người cộng cho mình một điểm. Thực ra từ này là từ dễ, không khó. Nhưng em giải thích có dễ hiểu không? Từ quá dễ hiểu. Anh nói nhỏ nhá. Người ấy không ấy rồi. Chứ còn em là ấy rồi. Hiểu chưa? Ừ. Tôi đùa vậy thôi thưa quý vị. Cứ lên đây rồi mới biết. Cứ ngồi ở hai cái chuông rồi mới biết. Đúng không nào? Vậy. Tại vì tư duy mình đưa ra khác với cái cách mà người chơi cùng với mình tiếp cận. Vậy. Nào, tôi tiếp theo, xin mời. Mời bạn, 60 giây bắt đầu. Đây là một danh từ để chỉ những thành viên trong cùng một gia đình, hai tiếng. Cái tiếng thứ hai có thể là một ngôi. Chúng ta sống trong một ngôi. Người nhà. Chính xác. Đáp án chính xác đó là người nhà. Hai người mỗi người cộng cho mình thêm 4 điểm. Xin chúc mừng hai bạn. Người tiếp theo, Kim Oanh, mời em lên đây. Anh chú ý nhé, anh tìm từ đây. Mời bạn, 60 giây bắt đầu. Đây là một động từ có hai tiếng. Tiếng thứ nhất là đối nghĩa với cả thức. Tiếng thứ hai là... cái này nghĩa là... Ngủ nghe. Tiếng thứ nhất đúng rồi. Kiểu thế đấy. Tiếng thứ hai thế là ngủ gục. Tức là mình hoạt động này là mình kiểu rất là say ấy. Đã. Ngủ gật. Không, chưa phải. Tức là hoạt động này là, đây là nói, mê man không biết gì. Nó hơi hơi không biết gì một tí. Tức là con bảo là làm cái này cho mẹ mà lúc mẹ về con đã ngủ nướng. Không phải ngủ nướng. Ngủ quên. Gần đúng rồi. Nữa đi nào. Ngủ vậy. Ngày. Gì? Ngủ ngày. Không phải. Nói theo kiểu nói rất là gần gũi, thân thương. Rồi ôi, thoáng cái mà đã. Xin mời. Ngủ mất rồi. Hai tiếng quên. Không, hai tiếng không sao cả. Nó là, từ này khó, nó là ngủ khì. À, ngủ khì. Đúng không? Tôi đã đưa vào câu văn để xem thế nào rồi, đúng không? Mẹ về thì con đã ngủ khì rồi. Tiếp nhá. Vâng ạ. Các bạn ơi, bắt đầu, mời bạn. Đây là một từ có hai tiếng. Tiếng thứ nhất là số 7 âm Hán Việt. Còn cái này diễn tả là mất hết sắc khí. Tiếng thứ hai. Để xem ạ. Thất thần. Đáp án chính xác đó là thất thần. Mỗi người dành cho mình 4 điểm. Xin chúc mừng. Cô Thanh Tâm mà như chút đi gánh nặng ngàn cân. Vâng, mời chị Thanh Tâm lên đây ạ. Số điểm bây giờ thì chị cũng biết rồi đấy. Nó đang có cái sự chênh lệch rất là rõ ràng. Và nguy cơ cao ấy là chị không được thi đấu trong cùng bảng đấu này nữa. Đấy, cho nên là chị phải cố gắng lên nhá. Chị sẵn sàng nhá. Vâng. Tôi sẽ đi tìm đây.
60 giây bắt đầu, xin mời. Một từ lấy có hai âm tiết. Từ có nghĩa là từ thứ nhất thì đồng nghĩa với từ giấu. Từ thứ hai thì là mình hay nói là gì nhỉ? Sức bỏ ra, hay ghép với cái từ đấy. Hay là tên một loài động vật, tên một thuộc họ công cốc à? Không, một từ đúng rồi. Có từ thứ hai đúng rồi. Từ thứ nhất, nó từ thứ nhất có thể dùng từ ví dụ như là khi máy bay gì cất cốc cánh. Không phải cất cốc, cất cốc là việc khác. Đấy là không, việc thu dọn ở không, không, không. Quán ăn khác. Ghép vừa lấy một cái từ với cả cái từ vừa xong. Khi máy bay cánh xong ghép với cái từ động vật có cái con tên đấy. Xin mời bạn. Cất công. Gì chính ạ? Xác. Cất công. Đáp án chính xác đó là cất công. Mỗi người cộng cho mình 1 điểm. Vâng, xin chúc mừng. Từ tiếp theo. Lưu ý đây là từ cuối cùng. Cẩn thận. Những cái từ này khi chị giải thích sẽ dễ bị phạm quy. 60 giây bắt đầu. Xin mời chị Thanh Tâm. Đây là một từ có hai âm tiết để biểu diễn cái việc mà mình không muốn nhưng mà mình vẫn cho qua. Từ thứ hai trước. Từ thứ hai là một bộ phận ở trong miệng mình. Nó là cái không phải là điều mình mong muốn nhưng mà mình vẫn thế nào cho qua. Xin mời. Nhắm mắt. Không gần, từ thứ gần, hai gần, là kiểu đấy, kiểu đấy đấy kiểu đấy như thế. Nó người ta hay có cái từ mà không xương nhiều đường đâm méo chẳng hạn. Chị có cả hai người đấy. Vâng. Từ thứ hai là cái từ mà mình hay bị gì là một bộ phận trong miệng của mình đúng rồi. Có trong cái câu mà không xương nhiều được. Dạ. Yeah. Tặc lưỡi. Chính xác. Đáp án là tặc lưỡi đúng rồi. Và mỗi người cộng cho mình 1 điểm. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng xem số điểm mà 3 người chơi giành được. Kim Oanh đang được 10 điểm, xin chúc mừng. Bạn Nguyễn Văn Hiền đang có 6 điểm. Và chị Lê Thị Thanh Tâm, chị cũng có 6 điểm, xin chúc mừng. Bây giờ vấn đề của chúng ta là tôi xin mời bạn Oanh lên đây giúp tôi. Chúng ta sẽ chơi một câu nữa, được chưa? Vâng ạ. Để phân định xem ai sẽ là người ở lại để đến với vòng 3, vòng sâu chuỗi. Tôi bắt đầu tìm. Mười giây bắt đầu. Đây là một từ có 2 tiếng, có nghĩa là cố công kiên nhẫn để học tập ấy. Người ta thường nói là .. kinh sử ấy. Rùi mài. Đáp án chính xác đó là rùi mài, chúc mừng. Đó chính là rùi mài. Thế là hai chị em có vẻ thân nhau nhỉ? Cảm ơn. Anh biết là em cũng đã tìm ra rồi, nhưng mà hơi chậm hơn một chút. Nhất là khi nói đến liên quan đến học tập, liên quan đến kinh sử cái là chị Thanh Tâm đã tìm ngay ra được đáp án và nhấn chuông rất là nhanh. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đã xác định được 2 người bước vào vòng 3 của chương trình, đó chính là bạn Kim Oanh và chị Thanh Tâm. Chúc mừng hai chị em. Và bạn Hiền thân mến, chỉ hơi chậm một tí thôi. Bạn cũng là người rất nhanh nhẹn và thông minh. Chỉ chậm một tí thôi và cơ hội đã dành cho người khác. Không sao, bạn đã có mặt ở đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công. Cảm ơn. Cảm ơn Hiền nha.